Liverpool ôm hận trước đội Bét Bàng vì thủ thành, MU. Liverpool rất hưng phấn khi làm khách của Nottingham Forest ở trận đấu sớm vòng 13 Ngoại hạng Anh. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn ra về tay trắng trước đối thủ Bét Bàng. Đóng góp cực lớn vào kết quả thắng 1-0 của Nottingham là Dean Henderson, thủ thành mượn từ MU, với một màn thể hiện ngoạn mục. Liverpool tiến đến trận đấu với hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 3 điểm giật được từ tay Man City. Lần đầu tiên từ đầu mùa họ chơi thăng hoa đến thế. Nhưng vào trận, đội chủ nhà mới là bên thăng hoa hơn. Nottingham liên tiếp dồn bóng lên phần sân đối phương với những pha xẻ nách căng vào khá thuần thục. Nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về Liverpool. Phút thứ 9, Curtis Jones thử tài thủ thành Dean Henderson. Tiếc rằng cú đá khá lộ của tiền vệ trẻ bên phía Liverpool đã không thể tạo nên khác biệt. Sau đó 10 phút, Nottingham Forest đáp trả. Song cú dứt từ trái, bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Alisson. Hai bên dần đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha ăn miếng trả miếng. Liverpool kiểm soát 2/3 thời gian bóng lăn nhưng họ lại không tạo ra nhiều cơ hội để hy vọng. Đến cuối hiệp, Liverpool mới tạo ra tình huống đang nói. Van Dijk chọn vị trí rất tốt để nhận bóng. Cuối cùng anh lại lừng khừng giữa dứt điểm và chuyền bóng, qua đó vụt mất cơ hội ghi bàn. Đây có lẽ là tình huống dự đoán trước về một ngày thi đấu kém hay và kém may của Van Dijk cùng đồng đội. Ngay đầu hiệp 2, Van Dijk đã không thể theo kèm trong pha bóng đối thủ dứt điểm đập cột dọc bật ra. Chỉ chờ có thế, Aguni nhanh chóng sút bùi tung lưới Liverpool, Nottingham bất ngờ dẫn 1-0. Pha bóng này cho thấy hàng thủ Liverpool vẫn còn lắm vấn đề. Họ theo người không chặt, không thể đảm bảo được vị trí. Trong khi đó, các hậu vệ cánh của họ cũng chơi rất thụ động ở pha bóng này. Để sửa sai cho hệ thống phòng ngự, Liverpool buộc phải đẩy nhanh mặt trận tấn công. Họ đang tràn lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng bóng chỉ quanh quẩn bên cánh phải với những pha đảo chân khá vô nghĩa của Elliot hay Salah. Hàng thủ to cao của Nottingham không gặp khó khăn với cách tiếp cận này. Thậm chí đội chủ nhà suýt nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69, từ cự ly gần, Fuller băng vào dứt điểm khá thoải mái. Nhưng anh lại đưa bóng đi lập bập và nhẹ, tạo điều kiện cho Alisson bắt gọn. Biết không thể khuất phục tuyến đê của chủ nhà, Liverpool đưa nhiều ngôi sao tấn công vào sân và đánh trực diện bằng bài tạt cánh đánh đầu. Cơ hội đầu tiên xuất hiện ở phút 85m khi Alexander Arnold băng vào đánh đầu rất căng sau tình huống lật biên của Robertson. Nhưng bóng đi chưa hiểm nên Henderson đã phản xạ kịp thời. Sau đó là liên tiếp những pha bay người xuất thần của thủ thành thuộc biên chế MU. Cơ hội rõ ràng nhất đến với Liverpool là cú đánh đầu cực căng ở phút bù giờ thứ 2 của Van Dijk. Lần này, Henderson đã phạt xạ xuất thần. Bóng bay nhanh, cự ly lại rất gần, song thủ thành này vẫn kịp nhoài người cản phá. Đây là pha bóng đánh sập mọi nỗ lực giật lại một điểm của Liverpool. Họ chấp nhận rời sân với tỷ số thua 0-1. Như vậy, Liverpool đã thua 3 trong số 11 trận. Ở Premier League 2022-2023, nhiều hơn một trận so với cả mùa giải năm ngoái.